Nghe nói em hay sủa là em rất là vĩ đại, vậy em đã làm được những gì? Không giấu gì chị và các bạn, ngoài tài năng, đẹp trai, tư duy chiến thuật đỉnh cao và nhiều phẩm chất quý giá khác là những gì mà em đều có. Nhưng em tự hào là mình từ hai bàn tay trắng lập nên vô số nợ. Mặc dù nghèo nhưng mà phải sang chảnh để sau này có giàu thì bớt bỡ ngỡ. Mình đang làm nhảm với chị ta thì bỗng nhiên nhà mình là cái đùng, hú mình hú vía luôn các bạn ạ. Mẹ em đã bay màu luôn rồi. Cái thằng này ăn rồi cứ đi đốt nhà mình rồi cho nhà mình bắn pháo hoa sớm trước Tết thôi. Nhưng mà đó là con gì thế? Sao nhìn nó mạnh, nó ngầu dữ thế nhờ? Đây là hình dạng gì? Các bạn bình luận đi biết đi. Thanh niên qua đây để đòi những món đồ giá trị nhất trên người mình. Trời đất ơi, ta đang nghèo rồi mà còn cứ muốn đòi ở ta thôi ạ. Nhưng các bạn ạ, thà sống hèn còn hơn cái dại mà. Nên mình phải nghe theo lời nó thôi. Nói chung là đồ giá trị nhất trên người mình có mỗi cái quần này thôi. Quần này thì khá là xịn sò tại vì mình mua từ California, hàng chính hãng 100%, còn đúng hay sai thì mình không biết. Giá của nó là 5 triệu nhưng mà chỗ quen biết bạn bè với nhau thì mình giảm còn 4.999.000 đồng. Đấy, quá tốt luôn, đúng là anh em của khác. Thì ngay lúc đó thanh niên không hiểu tại sao lại cọc lên rồi bắt đầu đặt tiền đi nhà mình. Ơ, lại giảm cho 1k rồi còn đòi hỏi gì nữa, tốt thế mà. Và rồi mình chính thức bay màu. Và chào mừng các bạn đến với 600 ngày Bismol siêu tối thượng. Ở video hôm nay chúng ta sẽ đi thu phục những vị thần có sức mạnh cực kỳ kinh khủng, những vị thần mang sức mạnh quyền năng nhất trong thế giới Bismol. Và trước vào video có tận 97,2% những người xem video này chưa nhấn đăng ký cho mình. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký và giúp mình lên được 30.000 sub nhá. Và đừng quên cho video này được 3.000 like, chúng ta sẽ có video Bismol tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào video nào, let's go. Sáng sớm tự nhiên lại bỗng thấy mình đẹp dai, mới chạy ra ngoài. Em này luôn luôn là có mối duyên với mình các bạn ạ. Cứ thích làm nền cho mình thôi. Mình lập tức triệu hồi Senesis ra. Và sau quá trình rèn luyện em ấy cũng đã mạnh hơn rất là nhiều rồi. Kích hoạt Dynamax lên và sức mạnh của em ấy cực kỳ kinh khủng nha các bạn. Sau 2 chiêu thôi thì em ấy đã hạ được em boss Alvaros cực kỳ dễ dàng, mặc dù em ấy vẫn còn một xíu máu. Nhưng vẫn là một cái chiến thắng mà, cho nên mình luôn luôn nghĩ đây là một chiến thắng cực kỳ huy hoàng. Mặc dù mình chơi dơ, mình vừa chữa trị Pokemon ra thì lại gặp một em boss mới nữa. Chắc chắn đây là lý do mà em này xuất hiện liên tục, đó chính là cho dù đẹp trai của mình quá đẳng cấp đi mà mình làm gì ngại vết bẩn đâu. Mình liền tức cho Senet ra và kích hoạt một lần nữa Dynamax lên. Tuyên bố là không ngán bố con thằng nào, tại vì tao là vô địch thiên hạ. Ông cha ta đã nói rồi, cái gì cũng phải có sai lầm, nhưng sai lầm của mình đó chính là do mình ngu. Và đúng như vậy, Aces ra chưa kịp gãi ngứa thì cũng bay màu luôn. Mình không nhẫn nhây nữa, lập tức cho Groudon ra và một hạch đá bào phá cho mấy đi luôn. Chả lẽ qua là mình bốc phét mình đùa cho em vui thôi. Thực sự trình độ mình thuộc dạng là đẳng cấp siêu cấp VIP vũ trụ rồi, nhưng là siêu cấp VIP vũ trụ bốc phét. À hello chị ta nha, em lại vào đây nhờ chị một lần nữa. Nói thật chứ vô em pro quá nên mấy thanh niên kia nó cứ bu bu em mãi. Nhưng mà trách sao được, người ta đẹp trai lai chó bọc rê. Á nhầm, người ta đẹp trai quá mà. Sau đó thì mình mở dương ra và đang lấy những vật phẩm mình đang có dư các bạn ơi. Bây giờ mình từng 2 viên ngọc Princess Odd và 1 viên ngọc Alaman Odd, nên mình quyết định sẽ qua bên nhà thanh niên kia để đổi đồ. Yep boy, để đổi đồ nha. Ôi, đứa nhìn mình các bạn. Ôi chạy 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 chạy. Mình căng dữ thế. Mới nhìn mình Pháp bắt đầu cầm kiếm ra rượt mình rồi. Từ bạn ơi, mình qua đây có việc chứ không phải qua đây làm trộm đâu. Bình tĩnh đi nào. Gì chứ hôm nay Harry uy tín lắm, còn hôm sau thì chưa biết. Qua đây làm gì? Trộm đồ. Nhầm. Qua đây để trao đổi đồ, nói chung là cũng là do ăn trộm nhiều quá chập nó quen miệng à. Thông cảm nha. Sau đó mình cả thanh niên đổi đồ với mình. Thanh niên kia có vật phẩm cực kỳ quan trọng đối với chúng ta các bạn ạ. Đây chính là dụng cụ để chúng ta sở hữu được Gigaraday Pokemon mạnh nhất tại vùng Kalos, mạnh nhất trong bộ ba linh khí các bạn ơi. Và theo như các bạn, bộ ba XYZ có mạnh hơn bộ ba sáng tạo không? Bình luận cho mình biết nhá. Lần này thì mình rất là uy tín luôn. Mình nhận đồ xong là đảm bảo với các bạn luôn là mình rất là uy tín. Nhận đồ xong phát á thì chúng ta luôn luôn phải giữ một khuôn mặt lạnh lùng và bịp chạy thôi. Ôi, mấy lần rồi vẫn không chịu nghe mình ạ. Vẫn không rút ra được bài học. Đúng mấy thằng trẻ trâu, mấy thằng non đi qua. Bye bye em nhé, anh đi đây. 2000 years later. Thôi bố mày lại mày, sao mày đuổi đai thế nhờ? Đuổi từ xa cho tôi mà vẫn không chịu bỏ cuộc các bạn ơi. Thằng này có vẻ là khá là quyết tâm. Cho nên thôi bây giờ chúng ta nhường nó một xíu không sao đâu các bạn. Rồi thua rồi à, tao thua rồi á, trả nè. Đấy thua rồi, không dám bịp nữa. Đùa gì em gì căng gì mà rượt từ xa tới tối dữ ấy. Và rồi mình có một trận chiến xảy ra. Mình ném bom vào nó thì nó là né các bạn ạ. Cái thằng khứa này, mày đứng như bố mày ném coi. Bực thực sự các bạn ơi, đừng bắt Harry nóng hơi mệt nha. Trận đầu tiên đó chính là giữa Aces và em rồng kia. Là vì sức mạnh Aces quá lớn, em ấy phải chơi dơ các bạn ơi. Chơi chưa tự sát mà Aces mình mất có xíu máu mà. Ôi non, ngu, đúng là con gà công nghiệp. Trận thứ hai đó là em Nigruma. Em ấy kích hoạt trên mắt lên khá là to và khủng bố. Và chỉ với một chiêu thôi, Aces mình chính thức bay màu. Groudon và Nigruma đã có một trận chiến long trời lở đất ngang tài ngang sức.
Nhưng cuối cùng người thất bại chính là Rauron. Nói chung là cũng khá là mạnh đấy. Mình phải cho Senetra các bạn ơi. Đấy, một Pokemon cực kỳ mạnh của mình hiện tại luôn. Siêu mạnh hiện tại. Và em ấy đã xử Negroma cực kỳ dễ dàng. Em thứ hai đó là Zamazenta. Ăn hai chiêu Moonblast thì cũng ngõm luôn. Thứ ba là vì thần cai quản không thời gian. Cũng mạnh đấy, nhưng mà ăn một chiêu cũng đi luôn. Em thứ tư là Covid Noir các bạn. Level trên mình khá là cao cho nên trận chiến xảy ra khá là khó khăn đối với Senet. Và ngay thời điểm đó mình đã chơi chiêu từ sát, nhưng mà không thể kéo nhau cùng ngõm được. Senet của mình đã ngõm sức các bạn ạ. Iveto xuất trận và chỉ với một chiêu thôi, em ấy đi nhanh và gọn ngay luôn. Trời, quá dễ dàng luôn mà. Lời đồn quá đúng không sai. Karret thực sự rất là mạnh, nhưng mà mình còn Diaga, một Pokemon cực kỳ mạnh của mình. Và với độ trâu game ấy cộng với chiêu Round Up Charm, tiếng gầm của thời gian thì game over. Luộc gà dễ quá các bạn ơi. Đúng mấy con gà có khác. Non. Trời, đúng mấy con gà công nghiệp. Thôi nhá, anh đi đây, em còn non lắm, về nhà luyện thêm đi nhá. Gà mà không biết gáy là con gà điên. Đi lang thang trong sân bắt con gà bỏ vào nồi. Mua hai lần coca, nhắm chân gà, nhắm chân gà. Ôi, em mới đi hành mấy thằng gà về chị ạ. Ôi, luộc gà như luộc trứng vậy. Sau đó thì em có được một món cực kỳ xịn sò. Đó chính là một cái máy, đâu là một cái máy gì đó em cũng chả biết nữa. Em không biết đọc sao, nói chung là một cái máy á. Máy này giúp em có thể triệu ra được Zygarde. Sáng sớm ra thì mình chỉ hồi Senet ra và cho em ấy hút kẹo thôi các bạn. Ăn kẹo vô để tăng sức mạnh lên nhô, để gánh team cho Harry nhô. Nhìn khá là nhỏ nhắn nhưng có vỏ đấy, đừng có đùa. Rồi chúng ta cầm vật phẩm Zygarde Cube các bạn ạ. Để chúng ta có thể triệu hồi được Zygarde, đây sẽ là một cuộc hành trình khó khăn đây. Đi ngang qua đây thì mình gặp một cái cây Dynamax. Không đánh thì đời không nể, mà đánh thì các bạn lại bảo thằng Harry ăn rồi suốt ngày cứ đi ăn hiếp những Pokemon yếu thôi. Nhưng các bạn ơi, ở bẩn sống lâu ăn cất châu bất tử. Đấy, chúng ta chai mặt quen rồi nên muốn mạnh lên, muốn xin Pokemon kinh nghiệm nhanh thì đánh mấy em này thôi. Đơn giản mà, hehe. Bởi mấy em này thì mình không cần thu phục đâu, nói chung là rơm rơm. Vừa quay lưng lại thì mình đã gặp được một em chúng ta cần thu phục rồi. Đây chính là cái nhân để chúng ta có thể triệu hồi được Zygarde. Và cần các em cell để chúng ta kết hợp lại với nhau. Đấy, em cell đây rồi, ui, mày hên tới à. Mình vừa lượm được em cell thứ ba thì bỗng nhiên Zacian xuất hiện. Đây rồi. Thời tới cảng không kịp là đây rồi. Ôi dồi ôi. Là một em Zacian Shiny các bạn ạ. Hay, bởi tên nói ăn ở tốt như Harry nhưng là đốt nhà ăn trộm các kiểu là luôn gặp những điều tốt lành luôn các bạn, thấy chưa? Bây giờ chúng ta sẽ thu phục luôn nha mọi người, không nói nhiều nữa. Ace của mình đã huấn luyện rất là bài bản rồi. Cầu máu Jason chỉ còn một xíu máu thôi. Và sau một quả Quick Ball thì tất nhiên rồi, em ấy không chịu vào và hạ từng Pokemon của mình luôn. Ace nè, Groudon nè. Đến khi Senet ra, vì là cùng hệ cho nên cả hai em ấy bắt đầu tâm đầu ý hợp cùng với đồ đẹp trai của Harry và chính thức Jason vào team của mình. Bây giờ chúng ta sẽ lấy Jason ra nha mọi người. Đấy, thay cho Giratina. Và ra nào, Jason. Ôi, em ngầu thực sự các bạn ạ. Hình dạng sai đi nữa chứ. Bây giờ chúng ta sẽ về nhà để lấy cái thanh kiếm của Jason nha mọi người. Thanh kiếm này mình đã lấy được ở 500 ngày. Các bạn có thể xem video 500 ngày của mình nhá. Jason có một đứa em là ai và tên là gì, comment cho mình biết đi. Và sức mạnh của Jason thực sự có đáng nể như các bạn nghĩ không? Mình nghĩ là cực kỳ mạnh đấy. Đây chính là hình dạng thực sự em ấy. Wow, siêu ngầu, siêu mạnh. Quá bá chay luôn các bạn ơi. Đẹp thế nhờ. Đẹp trai như Harry vậy. Mình vừa chạy ra khỏi nhà thì gặp một em xeo các bạn. À, hên đây. Sau đó mình bắt đầu đi train cho Jaxian để cho máy mạnh hơn có thể gắn team được. Tại vì Jaxian là một trong những Pokemon cực kỳ mạnh. Khi chúng ta dùng chiêu Behemoth Blade, Tam sẽ x2 với những Pokemon Dynamax. Đấy, nói chung Jaxian sinh ra để khắc chế những Pokemon Dynamax các bạn ạ. Gần đó là có một em xeo nữa. Và hẹn các bạn ở vài ngày sau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi train Pokemon. Mình vừa train, mình vừa bắt những em xeo thôi mọi người ơi. Sau bài 749 ngày, chính xác là tầm khoảng vài ngày, thì mình đã train cho Jaxian lên level khá là cao rồi. Cộng với mình đã bắt được những em Cell và em Core. Nói chung là cũng tạm tạm được. Và hiện tại mình đang đứng đây để chờ một em Pokemon xuất hiện. Đó chính là Zamazenta. Đây rồi. Bồ đời với Zacian, Zamazenta các bạn ơi. Mình sẽ cho Latias ra mới có thể gọi đầu được bé này. Không thôi em ấy là chạy thoát này thì mệt lắm mọi người ạ. Em ấy khá là hên luôn. Mặc dù không phải shiny nhưng đã có sẵn cái khiên trong người rồi. Sau mấy lần trao đổi chiêu thức thì em ấy cũng đã yếu rồi. Lập tức mình ném bon liên tục như là ném đá vào đầu mấy thằng trẻ đâu vậy. Quăng bể đầu bể óc mà không chịu vào các bạn. Đến cả Zacian ra, chỉ nó ra. Hét vào mặt bây giờ mà có theo tao không? Một là theo, hai là theo, ba cũng theo luôn. Nhưng mà quăng một mạch đến sáng thì em ấy mới chiều vào các bạn ạ. Mình chờ đến mức mà hoa mắt chóng mặt ù tai. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của HDMC nhá. Xin giới thiệu với các bạn và mọi người, Zamazenta đẹp trai, ngầu lòi là những gì Harry có, còn em này cũng hơi có thôi. Nhìn này biết liền mà các bạn, đúng không? Và đây chính là sói tỷ
Yasian và sói đệ Zamazenta. Và bây giờ mình sẽ đi thu phục thêm 100 em Cell để triệu hồi ra được Zygarde. Sau bao nhiêu nỗ lực thì cuối cùng đây chính là em thứ 100 các bạn ơi. Mình tìm mình chạy mất tủ quần luôn ý. Đây, chúng ta có được 100 em rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ về nhà để chuẩn bị thực hiện nghi lễ triệu hồi thôi nào. Nhưng trước đó mình sẽ cho em Yasian ăn ít kẹo mọi người ơi. Cho mạnh lên mà gánh tim nhá. Không có một Yasian đâu, có cả em Zamazenta nữa. Và học được vật chứa mới đó chính là Low Compact. Cần thân quyền nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta về nhà thôi nào. Let's go. Đây ơi, đến lúc chúng ta kết hợp lại để cho ra Z 100% rồi mọi người. Ok. Đấy, và Zygarde ở trong PC của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ lấy Zygarde từ PC ra. Mình sẽ thay cho Dialga các bạn nhá. Và đây chính là Zygarde, Pokemon mạnh nhất tại vùng Kalos. Wow, đây Zygarde sẽ tiến hóa lên dạng 100% các bạn. Pokemon mạnh nhất trong bộ 3XYZ. Một vị thần bảo vệ vùng đất này. Đó, ngầu chưa ngầu chưa. Quá xịn sò, quá đẹp, quá ngầu. Và em này chính là một trong những em Pokemon trâu nhất. Đây là Xerneas Yveto, bộ ba linh khí. Trong các bộ ba thì các bạn thích bộ ba nào nhất? Bình luận cho mình biết nhá. Hiện tại mình đang cày level cho Zygarde các bạn ơi. Cho em level này khá là thấp luôn. Đã trải qua bao nhiêu cuộc huấn luyện dòng giả của Harry MC. Cùng với sự nỗ lực thì em ấy cuối cùng đạt được level 81 sau 7749 ngày luôn. Cực kỳ gian khổ các bạn à. Ngay lúc đó mình gặp được một em boss, đó chính là Salamence Mega. Đúng lúc để Zygarde thể hiện rồi. Ra nào Zygarde. Rồi chắc phải đánh được á. Tại vì muốn chuyển hóa lên một dạng 100% thì máu của nó phải về nửa mọi người ạ. Ok, coi như bố mày nhường. Xerneas ra nào. Hãy thể hiện sức mạnh của một vi thần đi. Và với hệ tiên của em ấy thì tuyên bố Salamence không có tuổi các bạn ơi. Sau 2 chiêu thì Salamence đi luôn. Này thì Mega, này thì level 140. Non. Mình nhận được một Dragon D và một viên đá Mega các bạn. Xin giới thiệu với các bạn, mình đang đứng ở một nơi cực kỳ liên thiêng. Cực kỳ linh thiêng các bạn ạ. Đây là một ngôi đền của các vị thần. Để nghe đồn ở trong này có rất nhiều Pokemon huyền thoại. Và các bạn thấy gì không? Đây chính là con đường dẫn tới Pokemon huyền thoại đầu tiên. Một Pokemon đang đứng ở đỉnh cao của đáy xã hội. Một Pokemon đang đứng ở đỉnh cao của sức mạnh các bạn ơi. Đúng rồi các bạn ạ. Đó chính là Eternatus ở hình dạng Eternamax các bạn ơi. Wow, các bạn thấy nhìn ngầu chưa? Và Harry á, hiện tại là không bao giờ ngại một bố con thằng nào cả. Lập tức mình cho Zygarde ra xuất trận. Và tất cả đều được mình tính toán trong lòng bàn chân này rồi. Mình cho em ấy đánh mình để mình thấp máu xuống. Lúc đó chúng ta sẽ chuyển qua hình dạng Zygarde 100% các bạn ạ. Và hiện tại sức mạnh của em ấy cực kỳ mạnh. Mình bồi thêm cho em ấy là Dynamax nữa. Sức mạnh đã được tăng gấp đôi. Cộng với khả năng HP cũng được tăng rất là nhiều lần luôn. Nhưng một chiêu của em ấy chỉ mất đi được 50% HP thôi. Chiêu thứ hai thì Aetherdust bắt đầu dùng thẳng tay các bạn. Một Dynamax Cannon mình đi luôn. Lập tức mình cho Yasin ra. Và với chiêu thức P21 Blade khổng thú kiếm thì Aetherdust chính thức Base màu. Đấy sức mạnh của Yasin chưa? Dầm ba mấy con Eternamax. Và hiện tại trong này rất nhiều Pokemon huyền thoại. Nếu bạn nào có hứng thú thì tập sau chúng ta sẽ đi gọi là chinh chiến nha mọi người ơi. Gần nhà mình thì là một con em boss Elekibu. Một em boss khá là mạnh đây. Và giờ Harry đã nói rồi mà, chưa ngán bất kỳ bố em thằng nào. Vừa vào thì mình lập tức chuyển qua hình dạng tối thượng của em ấy. Zygarde 100%. Và bồi thêm Dynamax nữa cho nó sợ các bạn ạ. Đấy, chưa biết bố mày là đâu, bố mày chính là Harry mất cây. Với sức mạnh của em ấy qua 2 đoạn thôi thì em Electivire chính thức là xin là xin vĩnh biệt cù. Đấy, sức mạnh của em ấy được chứng minh rồi nha mọi người ơi. Vào đêm hôm qua lúc mấy giờ không biết, mấy giây không biết, thằng Đồng nó đã gửi tin cho mình là tới đây thách đấu với nó. Không ngờ nó là có sân vận động đẹp như thế này. Trận đấu ngày hôm nay đó chính là trận đấu 33 giữa những bộ ba các bạn ơi. Nó sử dụng bộ ba sáng tạo, còn mình sử dụng bộ ba XYZ. Một trận chiến khá là hay ho hấp dẫn đây. Mở đầu trận đấu thì Giratina đã kích hoạt Dynamax lên các bạn. Nó đã to rồi, giờ nó kích hoạt lên nữa thề mình cảm giác kiểu như mình như con kiến vậy, nó như con kiểu con khủng long ý. Sau khi bị Giratina cho xuống dưới 50% máu thì Zygarde đã kích hoạt lên trạng thái 100%. Chưa hết, mình còn bồi thêm cả Dynamax vào nữa. Đấy, biến to lên cho nó ngầu. Và qua 2-3 lần trao đổi chiêu thức thì phần chiến thắng phải thuộc về em Zygarde của mình rồi. Một chiến thắng khá là khó khăn các bạn ạ. Tại vì bên kia cũng là Pokemon mạnh nhất trong bộ 3 của nó mà. Em thứ 2 đó chính là Palkia. Và với một chiêu của Zygarde em ấy đã mất gần nửa máu rồi. Nhưng mà Zygarde cũng đã quá yếu so với trận kia, cho nên em ấy phải ngã xuống thôi. Mình lập tức cho Xerneas ra. Trời ơi, mấy em này gặp Xerneas phải gọi là bậc ông nội luôn ý. Một quanh huyết con kêu thôi. Em Palkia là một Pokemon có song hệ cực kỳ ngon. Và mình nghĩ không thể hại em ấy trong vòng một chiêu được. Cho nên mình sẽ chơi bẩn. Mặc dù chơi bẩn rồi nhưng vẫn không thể kéo theo em ấy ngõm được. Trâu thật. Và Pokemon cuối cùng của mình Yveto ra và xử đẹp Dialga. Easy game. Dầm bà mấy bộ ba sáng tạo đẻ rít. Làm sao so với bộ ba linh khí của Harry MC được.
Mình vừa trị thì Pokemon xong thì nó lại kêu mình lên lại, rồi bắt đầu khoe khoang là nó chưa tung chủ lực ra, nó triệu ra một cái Emerald lửa. Nó cũng là shiny, cũng là sơn màu, nhưng mà đây phải Free Fire đâu mà tăng đam, tăng mạnh. Nó còn gà mình solo các bạn ạ. Thằng nhóc này. Một trận đấu solo 1-1 được xảy ra. Level tầng 130 các bạn ơi. Và oh my god, cái gì đây? Đây là hình dạng Gigantamax của con Red này sao? Sao nó dữ? Oh my god, sao nó mạnh dữ vậy các bạn? Đây là Pokemon siêu tối thượng nên level cao nhất đến tầng 200 nha mọi người. Ngay lúc đó mình đã chịu thất bại trước sức mạnh khủng khiếp, sức mạnh tối cao mà không thể địch lại các bạn ơi. Con Red kia cực kỳ ngầu luôn, cực kỳ mạnh luôn ý. Các bạn ơi, các bạn phải giúp mình. Các bạn phải giúp mình để có thể đánh bại được con Red kia. Nó thực sự rất là mạnh, mình không thể đánh bại nó được. Nên các bạn đừng quên bình luận để giúp mình đánh bại được con Red kia nhá. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người và chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye.